alo, 1 2 1 1 alo. Các bác đang được theo dõi cửa hàng Tết nghe nhạc và hát vào một mình sang mua 2 3 tờ. Đúng lời anh sờ đời 1994 hàng bãi Hàn Quốc cũng xin nét gửi về qua nha. Bên trong các bao mới nét đôi tay nghe. Với con đầu này các bác ghép với dòng bầu 301 hoặc loa BMW hát karaoke tuyệt vời luôn. Hoặc ghép vào những đôi loa phát 30 của loa nghe nhạc. Không cần bàn luôn với chất âm. Đang hát cũng như là test qua. Nghe hương xa lên vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi. Thông reo bên suối vắng, lời dịu dặt như tiếng tơ. Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào lên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước bỗng đào huy chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào dừng chân bước lần theo đường hoa. Hoa hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân rồi lòng chân mơ ước hoa lâng lâng trong sương khói lòng bàng hoàng theo khói sương lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lạc bước trong lãng quên. Các bạn có thể thấy là vang vọng của những dòng karaoke Hàn Quốc thì nó vẫn luôn nổi trội, vang rõ ràng, ngọt ngào. Alo thích luôn. Âm ly thì có hai đường cắm mic này, một đường echo này và một hàng music này, hàng này master tổng này. Cái hàng này thì nó là tổng hợp của phần nhạc và phần mic. Đây là volume này, bass này, mid chép này, đây là volume nhạc này, bass mid chép nhạc này, đây là đường vào AB này, volume này, volume echo này, đây là mid này, chép này, repeat delay này, đấy, trên này đây này, đây là volume này, pan này, echo này, bass mid chép của mic, đấy, rõ ràng như vậy nhá. Đó ghi tiếng Hàn thì anh em có thể xem những con âm ly mà dòng 203 XG hoặc G nó giống hệt như vậy, hoặc ba la mã về cái núm nó giống hệt như vậy. Về thông số anh em xem ở đây, đó. 500W điện một điện 220 đấy. Có đường ra súp điện nha, hai đường vào 1 và 2 đường ra súp điện đấy. Hàng đẹp nhá anh em nhá, hàng đẹp nhá, hàng bao đẹp cho anh em luôn, bao zin luôn. Dòng này thì khỏe lắm, bên trong thì bao mới đẹp luôn.